Hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh của mình. Nội dung clip này mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái khung giờ và những cái khu vực để chúng ta săn cá hiếm, cá to nha mọi người. Đèo tiền. Những cái thông tin này là mình tìm hiểu được ở trên internet của một số bạn chia sẻ và mình đã kiểm chứng lại thì mình cảm thấy nó khá là hiệu quả. Sau đó hôm nay mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Đây là bằng chứng là các bạn, mình đã đi du lịch khắp mọi nơi để mình kiểm chứng cái khung giờ này ha. Đó, đây là cái dashboard thông tin du lịch của mình. Thì cái khung giờ và cái châu lục để chúng ta câu cá to nó rơi vào những khung giờ như sau: từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa là các bạn qua khu vực châu Mỹ, trời đó là sẽ xuất hiện nhiều cái bóng to, cụ thể là 44 và 45. Từ khung giờ 13 giờ đến 17 giờ chiều là khu vực là châu Âu nhé các bạn. Và từ khung giờ là từ 19 giờ cho đến 23 giờ là khu vực Đông Á. Rồi từ 1 giờ cho đến 5 giờ sáng là khu vực Việt Nam. Đó, đây là cái khung giờ dành cho các bạn muốn săn cá hiếm ở bên những cái quốc gia, những cái châu lục khác. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải có vé máy bay. Và một lần mua vé máy bay như vậy nó sẽ tốn kém là 20 cái kim cương. Sau đó các bạn hãy cân nhắc trước khi chúng ta đi săn cái cá hiếm các bạn. Đối với những bạn đã dư tiền, thừa tiền, nói chung là những bạn rich kid á, những bạn nhà giàu rồi đó, thì chúng ta không cần cài tiền nữa, các bạn chỉ cần săn cá hiếm thì các bạn có thể làm theo cái bí kíp này của mình. Ở khu vực Việt Nam là từ khu vực từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng là khu vực đó là bóng to ra rất là nhiều ha, cái đó là mình chắc chắn luôn. Rồi, nội dung clip của mình đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy clip này bổ ích hãy để lại cho mình một đăng ký kênh, một nhấn chuông nhé anh em, cũng như là ủng hộ kênh YouTube của mình luôn. Còn bây giờ kênh YouTube Cafe Gaming xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.